nhằm khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn có thêm điều kiện đến trường tân học mới, tiếp thêm động lực giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022, Đại biết Thích Nguyên Chiếu, Phó Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Phó Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, trụ trì tu viện Kim Cang, đã phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng 150 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thi đua học tốt. Lễ trao xe được diễn ra tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, số 117 đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An. Được biết, 150 học sinh nghèo ở 7 huyện gồm Hưng Nguyên 25 xe, Nghi Lộc 25 xe, Nam Đàn 20 xe, Thanh Chương 20 xe, Đô Lương 20 xe, Anh Sơn 20 xe và Con Cuông 20 xe đã được trao tặng những chiếc xe đạp. Tham dự chương trình có ông Võ Văn Xuân, Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, bà Trần Thị Huê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Đồng Tiến, gia đình anh Quỳnh Văn Đức, quận Tân Bình, quý phụ huynh và các em học sinh được nhận xe đạp. Tổng giá trị quà tặng cho các học sinh nghèo trong dịp này là 240 triệu đồng. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Nguyên Chiếu đã thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức ủng hộ thực hiện chương trình này, mong rằng với món quà tinh thần nhằm khuyến khích động viên giúp các em có thêm niềm vui để phấn đấu học tập và đạt được thành quả tốt, đồng thời nhắc nhở các em khi nhận được chiếc xe này làm phương tiện đến trường mỗi ngày phải lưu ý chấp hành tốt luật giao thông và chạy xe cẩn thận. Đây là món quà tặng ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, góp phần động viên khích lệ các em tiếp tục vững bước trên hành trình vượt khó học tập và rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội.